Ok, xin chào tất cả anh em trở lại kênh DHG của mình ngày hôm nay. Trở lại với chuỗi CTC mới thì video này mình sẽ hướng em kỹ năng ngày tư. Ngày hôm nay thì em nông dân chú ý cho mình cái hoạt động quà lực chiến thì ngày mai nó sẽ kết thúc nhá. Quà lực chiến thì mốc cuối của nó là 95k. Cái này mình thấy cũng khá đơn giản nhá. Anh em biết chơi kể cả cày chay nữa kiểu gì ngày năm cũng đạt tầm 100k lực chiến nhá. Còn anh em mà xui xui thì chắc sẽ thấp hơn ấy. Nhưng ấy, nếu cái server anh em mà vào ngày thứ năm ấy hoặc là ngày 6 ấy, thì chắc là sẽ không lo vụ này nhá. Anh em chỉ cần chú ý cho mình nhá, cố gắng ấy, trước khi lên level 40 ấy, anh em tích tầm trên 700 lực cho mình nhá. Nếu anh em nông dân cày chay ấy, mà tích hoa lực từ ngày thứ tư ấy, chắc là trung bình anh em sẽ tầm trên 700 lực nhá. Còn anh em mà cục ấy tích từ cái ngày 2 ấy, thì nó sẽ hơn 1k lực nhá. Nhưng ấy nếu anh em chơi vào cái ngày thứ 5 hoặc là ngày 6 ấy thì nó sẽ hơn 360 lực ở cái siêu thị hàng ngày nhá. Từ ngày 3 thì nó sẽ cho mình mua cái quà can đế tuần 360 kim cương là sẽ được 120 thể lực cộng với 120 hoa lực. Cái này một tuần nó sẽ reset lần nhá. Server anh em mở vào ngày 5 phải không? Tức là ngày 3 nó sẽ là ngày thứ bảy. Thứ bảy anh em mua quá này xong đến cái ngày thứ hai tuần sau ấy thì nó vào ngày thứ 5 của server ấy, là cái sự kiện quà lực chiến này thì em sẽ được thêm 360 hoạt lực này, 360 thể lực lên ấy. Việc anh em mở farm cái trang bị nó sẽ ok rất nhiều nhá. Còn anh em mở chơi vào cái server ngày thứ 6 phải không, thì ngày thứ ba ấy, thì nó vào ngày chủ nhật anh em mua cái quà can đế ấy. Xong ấy đến ngày thứ tư ấy anh em lại tiếp tục mua cái quà can đế, tức là anh em bỏ ra 1k kim cương ấy, sẽ được 360 lực cộng với 360 lực nhá. Anh em ngày 6 chú ý mình nhá. Ý của mình ý là server mở vào ngày 6 ấy thì em có thể khô máu lên level 40 ngày thứ 4 được. Bây giờ tại phải không? Mình level 39 này, 665 kinh nghiệm, thêm cái 40 kinh nghiệm nữa tức là 700 nhá. Tức là mình chỉ còn thiếu có 400 là mình lên level. Đây em tính nhé, 400 ấy. Mà giờ mua thêm 3 cái gói quà cái đấy là được 360 rồi ấy. Tức là ấy, mình chỉ cần mua thêm cái gói thể lực 90 nữa là sẽ lên được level 40 ngày thứ 4 nhá. Nhưng mà đây là mình ở cuối ngày chuẩn bị qua ngày thì mới được như thế. Còn bình thường ấy anh em mà mở C vào ngày 6 thì cứ mua hết mấy cái mốc 90 cho mình nhá. Và ngày thứ hai anh em cố gắng mua thêm 1 đến 2 mốc 150 kim cương để lên level 33. Anh em lên level 33 nó mở cái nhà tiến hóa thì nó sẽ có thêm 100 cái kinh nghiệm ở cái nhiệm vụ nhá. Đâu nhỉ? Đây, cái nhiệm vụ nhà tiến hóa này 100 ấy. Bình thường ấy, ngày thứ hai mà anh em không lên được level 33 ấy thì chắc chắn là kinh nghiệm sẽ ít hơn mình ngày hôm nay nhá. Còn về cao lực ấy là khi anh em lên level 40 không? Nó sẽ mở cái khiêu chiến cao thủ tầng 6. Level 31 anh em được khiêu chiến từ tầng 1 đến tầng 3 và đến level 40 là sẽ được khiêu chiến tầng 4, tầng 6. Em chú ý nhé, anh em farm tầng nào cứ ấn vào cái trang bị nó sẽ ra cái trang bị nó rơi nhá. Đây ví dụ như tầng 1 là chỉ có trang bị trắng thôi, và cái tầng 6 là sẽ có tỷ lệ ra trang bị lam nhá. Và cái tay ô ngờ anh em cũng chú ý mình nhá. Đây em muốn khiêu chiến không, anh em click vào trang bị xem nhá. Đây như tại mình là cái võ thuật đã được trang bị lục này, chiến đấu cũng là lục này. Đây nhưng nó có cái độc cái tốc độ là không có tỷ lệ ra trang bị lục nhá. Đây còn lại tất cả thì nó đều rơi trang bị lục hết. À đâu, nó có cái tia chớp này cộng với cái tốc độ là không có trang bị lục thôi. Cái này chắc ngày mai sẽ được full trang bị lục. Cái game này lúc đầu game ấy thì ngoài cái tiến cấp tướng này, tăng kỹ năng tướng này, tăng sao ấy, thì nó còn có cái trang bị nó tăng cực kỳ nhiều chiến nhá. Bình thường một cái trang bị lam ở dòng nó không củi phải không? Nó sẽ xấp xỉ tầm 1500 chiến khi em cường hóa lên level 20 trở lên nhá. Đây em có thấy này, 1800 chiến nhá, cấp 31 này. Mình sẽ cường hóa thử lên một phát nhá. Đây một phát được tầm 10 lực chiến, tức là 10 cấp là 100 chiến nhá. Tính ra nó cũng xấp xỉ tầm 1700 chiến, anh tính đi. Một món 1700 chiến, 10 món là 17.000, 20 món tức là 34.000 nhá. Giờ mà mình thêm 20 món trang bị lam ngon ngon không? Sẽ được thêm tầm 35k nữa. 35k cộng với 57k tại của mình bây giờ ấy thì là hơn 90k nhá.
Bình thường em ở farm tầm 1.200 lực trở lên ấy, kiểu gì em cùi bắp cũng được tầm 15 món trang bị lam trở lên nhá. Nhưng nếu anh em mà xui ấy, cực kỳ xui ấy, ra nhiều trang bị phòng thủ thì nó hơi toang nhá. Nói chung chung ấy thì ngày thứ 5 anh em chú ý cho mình cái phần trang bị này. Anh em cứ tích còn lực, anh em farm trang bị lam là ok nhá. Và ấy, chú ý thêm cho mình cái tiến cấp này, tăng cái lam mình tăng sao nhá. Nếu anh em mà có nhiều tướng e giờ đầu game thì chắc là không lo phần được chiến. Nhưng ấy, nếu anh em mà chỉ có một con ấy, cộng với không có con tướng tím nào ngon mà anh em phải xài con xe đạp ấy, thì lực chiến nó sẽ thấp đi khá nhiều nha. Đây ví dụ như con xe đạp này nó 2 sao không, nhưng mà chuyển sang con SR ấy, thì nó sẽ lên tầm 6k 7 nhau, nó hơn tầm 1k nhá. Và tướng cam ấy thì nó sẽ hơn tầm hơn 2k đến 3k. Đây em tính đi. Giờ mà mình có thêm hai con cam nữa, mình thay con gym em này, con xe đạp ấy mà nó lưng vẫn như này ấy, kiểu gì lúc cũng lên tầm 3-4k trên nữa. Đây em thấy chênh lệch khá nhiều nhá. Lên ấy, ở ngày năm anh em mà cảm giác đuối đuối chiến ấy, thì có thể lưng một con khác nào đấy ấy, mà không phải xe đạp nhá. Vì chỉ số của con xe đạp này nó không cao. Anh em mở nhân phẩm tấp ấy thì em cứ lưng hết tất cả tiến cấp tướng này, nhất là cái kỹ năng em cứ lưng lên hết cho mình nhá. Còn anh em là một nhân phẩm tốt phải không, cảm giác được 95k ấy, thì mấy con mà em không xài em đừng lưng quá cao nhá. Như cái con mạch tuộc này sau kiểu gì có con tâm linh ngon á, tướng cam ngon thôi là mình sẽ cho ra ngoài nhá. Cộng với con gym mép này và con xe đạp nhá. Đây gym mép mình cũng lưng lên cảnh dưới 6 anh em ơi. Đây đủ điểm mai tiến cấp là lên cảnh dưới 7 ấy. À nhưng mà chắc là mình sẽ tiến cấp cái con mặt nạ lên cảnh dưới 8 nhá. Đây nó cần level 40 này, cường hóa lên level 40 là mình sẽ được lương cấp lên cảnh dưới 8 nhá. Đây chỉ còn thiếu có 3 cái sắc đấu thôi, cái này chắc ngày mai sẽ đủ đấy. Còn về cái bảo vật trong đạo cụ này, anh em mà cảm giác chắc phải không, anh em cứ lên sao từng cái một nhá. Cái này ấy, khi lên một sao thì nó sẽ kích hoạt thêm duyên nhá. Đây như cái dây chuyền này nó tăng thêm bạo thương 5% này, huy nó tăng thêm mức độ đòn 5% nhá. Mà ở game này mấy cái dòng mà bạo thương hay là mức độ đòn ấy thì cái lực chiến nó tăng rất nhiều nhá. Lên ấy, lúc đầu em cứ lưng đèo lên tất cả con một sao nhá, chắc là anh em sẽ lưng được tầm 4 đến 5 món. Còn về cường hóa em cứ lưng đèo nhá, cứ lưng đèo mấy con quan trọng trước như mình chơi con vô thú hay mặt lạ này. Đây mình sẽ lưng hai này đèo lên nhá. Còn về con mạch tuộc này mình cũng không chơi ấy, nhưng mà hiện tại arc này mình nhân phẩm rất là kém nên mình đành phải lên con mạch tuộc nhá. Đây như em thấy này, lực chiến mình 57k, tức là hiện tại bây giờ ấy mình còn thiếu 38k nữa thì mới đạt mốc 95k nhá. Nhưng cái này không lo đâu anh em ơi. À quên, anh em chú ý thêm cho mình cái sai ma nữa nhá, quên mất sai ma. Bình thường mấy cái ký ức này anh em sẽ được tăng thêm tầm 3.000 chiến nhá. Còn về cái phần trăm ấy chắc là sẽ nhiều hơn một xíu, chắc là cũng tầm 3.000 dưới. À khoan á, lúc đầu game thì phần trăm nó không nhiều nhỉ, nhưng mà mình nghĩ nhớ không nhầm ấy thì nó cũng được tầm 3.000 dưới chiến nhá. Đây em tính đi, anh em có thể này, cái ký ức vuông đất này mình 89 nhá, ngày mai chắc là mình sẽ xin được này, cộng với cái xe đạp lạc thầm nhá cũng 8-9 nhá. Ngày mai mà mình hết phải không, mình xin hai mảnh này mà được cho ấy thì mình sẽ tăng thêm 6k lực chiến nhá. Em tính đi, hiện tại lực chiến mình đang là 57k, thêm 6k lứa tức là 65k nhá. 65k tức là mình chỉ cần kiếm thêm 30k lực chiến thôi, mà hoạt lực mình 1.100 nhá. Mình tự tin là ngày mai mình sẽ được tầm 100k lực chiến nếu mình muốn, nhưng mà chắc mình sẽ để 95k nhá. Cộng với ngày mai nó lên 40 ấy, thì nó sẽ có thêm cái mô hình rồi. Cộng với cái huấn luyện nhá, huấn luyện thì nó tăng lên khá là nhiều chỉ số này. Cộng với cái mô hình ấy, nó sẽ mở cái nhóm 3. Đây nhóm 3 mình nhớ không nhầm ấy, hình như là mình chỉ còn con Kato nhá. Còn lại mình mở full 7 con, một con tầm 400 dưới lực chiến ấy, thì 7 con chắc là sẽ tầm hơn 3k lực chiến nhá. Đây lại thêm 3k lứa, lại cộng thêm cái huấn luyện nữa. Nói cho mình không lo nhá, đây huấn luyện đạt em vào 40 này. Còn về trong cái nhà chính em chú ý mấy cái chấm than nhá. Ở nhà mình cả nhà bạn bè nhá, bạn bè thì nó có 5 cái chấm than ấy, còn nhà mình ấy, tổng cộng là có tầm 15 cái chấm than nên chú ý cho mình. Còn về cái ký ức thì mình đã nói tí tỷ lần đấy, anh em có mở đừng mở cố nhá, cứ mở còn tầm hai mảnh ấy, anh em vào hội xin nó sẽ ok là anh em mở cố nhá. Giờ anh em mở cố ấy mà nó trùng ấy thì rất là thoạt xu nhá. Mà xu ấy mẹ từ bây giờ anh em tặng 10 mảnh ký ức là sẽ được một mảnh vạn lăng ấy, thì nó đỡ thoạt nhá. Như trước ở sale cũ nó không có cái mảnh vạn lăng đâu.
Đây anh em tặng 10 lần phải không? Là sẽ được một cái mảnh ước. Đây hiện tại mình tặng 8 trên 10 nhá. Tức là mình tặng thêm hai mảnh nữa là được thêm một mảnh ước nhá. Đây ngày mai mình chỉ cần tặng hai mảnh thôi là chắc chắn mình sẽ mở ô này. Mình chỉ cần xin được một mảnh ấy là mình chắc chắn 100% là mình mở được hai cái ký ức nhá. Còn về mảnh tướng ấy, anh em mà xin tướng cam ấy, chắc là rất là khó luôn. Cộng cả con bi vàng nữa lên ấy, lông dân cứ xin con mặt nạ hoặc là con vô thú cho mình nhá. Hai lần đấy sau anh em rất là cần để đánh boss này, đi phó bản các kiểu ấy, phó bản ấy. Cái con bi vàng chắc chỉ đi cái phó bản X thôi, mở X game này cũng không phải thiếu quá nhiều đâu. Còn cái phó bản vàng ấy thì em phải cần cái con vô thú rồi nhá. Đấy vô thú anh em mở đêm to thì không lo cái phó bản vàng này. Nên ngày mai chắc mình sẽ không lên được level 43 ấy. Còn về cái vé này chắc mình sẽ cố gắng tích lên level 60 mình mới xá nhá. À khoan á, hình như 60 rồi đến 70 phải nhỉ? Ở chắc mình lên 70 mình xáo thế. Hoặc là có thể lên 60 mà mình thiếu vàng ấy, mình xài cái vé ai cũng được, nó cũng không chênh nhiều đâu. Huấn luyện ấy, ngày mai cũng mở này. Huấn luyện thì nó sẽ cần cái con mặt lạ nhá. Nói chung anh em mà có cái con mặt lạ này, cộng với con samurai thì cái huấn luyện anh em auto 100% nhá. Và anh em chú ý thêm cho mình nhá, nó có cái nhiệm vụ tiêu 30 hồn lực được thêm 30 kinh nghiệm phải không? Bình thường em tích hồn lực ấy chủ yếu là để farm cái trang bị tầng 6 thôi ấy. Nhưng ấy, anh em mà tích từ cái ngày thứ hai như mình ấy thì em cứ đi 3 lần cá nhân này lên tầng 3 nhá, xong đi thêm ấy một lần tổ đội lứa. Cái là anh em đi 4 lần cá nhân hay là 3 lần cá nhân một lần tổ đội ấy thì nó sẽ đủ 30 cái hoa lực nhá. Tính ra cái này là cũng không xin nhê quá nhiều đâu anh em ơi. Đây mình làm thêm 30 cái hoa lực này. Ở trong cái nhiệm vụ còn được thêm 10 hoa lực nữa. Đấy ngày hôm nay thì em chỉ cần chú ý mấy cái đấy thôi. À quên nhỉ, anh em chú ý cái game này nhá. Game này đầu tháng thì nó sẽ có cái sự kiện quay tướng hạn giờ này, cộng với cái sự kiện tiêu lực nhá. Đây như ngày mai phải không, là nó sẽ ra cái sự kiện quay tướng nhá. Đây người đàn ông mạnh nhất trái đất này sắp xuất hiện này, kinh nhá anh em ơi. Đây có kinh này, đánh tường này khiến kẻ địch bị sụp đổ trong hai lượt, sát thương phải chịu tăng 30% và hồi HP bản thân bằng 80% tấn công nhá. Riêng có con này đánh bot cũng khá ok nhá, thay cái con Slick ổn. Còn về cái kỹ năng nó phải không, nó sẽ khiến tất cả địch rơi vào trạng thái hoảng sợ này, khóa hai hàng lược trong một lượt, hiệu quả cùng loại tính điểm cao nhất và hồi phục HP cho toàn bộ team ta 50% tấn công nhá. Mà nó có thêm cái nội tại khi hành động không gây sát thương chuẩn bằng 20% tấn công với mỗi một điểm năng lượng ấy thì nó sẽ tăng thêm 20% tấn công, tối đa là 120% sát thương chuẩn nhá. Khi ra cái vòng quay này ấy, thì cái hôm 30 nó sẽ cho mình cái hôm cuối tháng ấy thì nó sẽ cho mình mua luôn cái vé đen bằng kim cương nhá. Đây bình thường ấy cái vé đen này anh em phải mua bằng ngân phiếu nhá, nhưng mà khi nó ra cái sự kiện quay tướng hạn giờ ấy thì nó sẽ cho mình mua bằng kim cương, giá của nó thì bằng với cái vé đỏ 220 kim cương nhá. Đây tổng cộng là 36 vé, tối đa là 7920 kim cương. Cái này anh em xem mới không lo nhá, game xem mới rất nhiều kim cương nhá. Đây hiện tại mình đã 5k8 kim cương rồi, chắc tầm 2 ngày nữa là mình đủ mốc 7900 kim cương nhá, 8000 nhá. Nên ngày mình cũng không lo lắm. Ok, video hôm nay thì nó cũng chỉ có mấy cái thôi. Cuối mình sẽ nhắc qua mấy cái cơ bản cho anh em nhá. Đầu tiên ý, về cái nhà chính em chú ý chấm than mình bỏ qua đây, mình vừa nhắc hồi đấy. Cộng với anh em chú ý mình cái trò chơi nhá. Cái trò chơi này một ngày sẽ được chơi 3 lần nhá. Bình thường anh em chơi là sẽ được 15 đến 18 ca vòng lần, mình cứ cho là 15 đi. Tức là anh em chơi 3 lần được 45k vàng nhá. Mở cái game này vàng lúc đầu rất thiếu tốn nên em chú ý chơi trò chơi mình nhá. Nhiều anh em không ý, tàn bỏ này rất là phí đấy.
Cộng với cái thám hiểm này anh em chú ý nhá. Thường ấy khi mà con quái nó có chữ hiếm ấy thì anh em đánh nó sẽ được nhiều nguyên liệu hơn nhá. Và chú ý do thám 3 lần này, đánh quái 3 lần cho mình. Còn về cái bút hộ ấy, hôm nay mình vừa mới ra hộ nên mình không vào được trong hộ nhá. Hội này phải vào trước 5 giờ sáng thì anh em mới được đánh bốt nhá. Anh em mà vào hội sau 5 giờ sáng ấy thì ngày hôm sau mình đánh được, chú ý. Hộ em chú ý đánh nhá. Anh em khiêu chiến hội không thì nó sẽ có 6 tiếng để hồi lại một lượt đánh nhé. Tức là một ngày anh em được đánh 3 lần party. Bốt thì nó sẽ đánh từ 8 giờ sáng đến 24 giờ. Anh em mà không đánh thì nó sẽ không hồi cái lượt party đâu. Đấy anh em chỉ cần chú ý mấy cái đấy cho mình thôi. Đâu để mình xem có gì không nhỉ? À quên, còn về cái chiếc hộ tướng ấy thì em có thể tích cái vé chiếc mộ từ ngày thứ 3 hoặc ngày thứ 4 nếu team anh đủ nhá. Vì đến cái ngày thứ 8 ấy thì nó sẽ có cái hoạt động chiếc mộ tướng. Mình nhớ cái mốc cuối của nó là 55 lần nhá. Được cái mảnh vạn lăng tướng này. Và cái mốc 55 ấy thì được mảnh số lích nhá. Số lích thì mình nhớ không nhầm hình như là được 529 mảnh đấy. Ok, mình xin kết thúc video nhá. Hẹn anh em ở các video hướng sau.